được những cái lời của thầy, tôi thấy là như vậy là chắc là nhất là trong tất cả những cái gì tôi nghiên cứu và tôi thực sự cảm động đấy. Ở Hải Phòng, tôi năm nay là 65 tuổi. Tôi đến đây là cũng là do một người bạn giới thiệu, và trên cái cơ sở đó thì tôi cũng lại xem một số những cái clip để mà tôi quyết định đến đây. Và như vậy là trước khi đi thì bà vợ tôi bà ấy mặt nặng mày nhẹ, bà ấy như vậy là giận dỗi, bởi vì bà ấy bảo rằng là ông có ăn có học mà như vậy ông lại tin những điều đấy. Thế bởi vì cũng chia sẻ là thế này, tôi thì cũng là tốt nghiệp đại học ngành chế tạo máy, và bà vợ bà ấy cũng tốt nghiệp ngành chế tạo máy, cho nên bà ấy nghe cái đấy là bà ấy gạt, nên là tôi có thuyết phục tôi là tôi cứ đi. Thế mà qua cái khóa thanh lọc này thì tôi thấy rằng là rất là tuyệt vời, và tôi cũng thấy rằng là trong cả cuộc đời tôi là nghiên cứu rất nhiều sách vở, nhưng mà cái cuốn mà được những cái lời của thầy tôi thấy là như vậy là chắc là nhất là trong tất cả những cái gì tôi nghiên cứu và tôi thực sự cảm động đấy. Chứ là tôi muốn là qua cái này thì cũng là một cái bằng chứng để thuyết phục và vợ tôi lại sẽ đi.